Thưa quý vị, thời điểm này học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố bên cạnh chú trọng đến công tác ôn tập kiến thức cũng chú trọng đến việc ổn định tâm lý cho học sinh trước kỳ thi quan trọng sắp tới. Bước sang học kỳ 2, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã phân loại lớp 12 theo năng lực, nguyện vọng của học sinh để ôn tập có trọng tâm. Trong lớp, thầy cô bộ môn tiếp tục sàng lọc, phân loại trình độ học sinh để không em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình ôn luyện. Chuẩn bị cho kỳ thi vượt vũ môn vốn vất vả, học sinh lớp 12 phải đối mặt với nhiều trở ngại tâm lý. Vì vậy, giáo viên vừa là người bạn đồng hành, vừa là chỗ dựa tinh thần cho học sinh. Ngay từ đầu thì lúc mà vừa mới vào thì em cũng đã biết là lên năm 12 này rất áp lực. Nhưng mà vì cái sự quan tâm và giúp đỡ của thầy cô thì kiểu giống như là sẽ được an ủi một phần nào đó. Trường vẫn tổ chức một vài hoạt động để tụi em xả stress, để tụi em có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa để không bị căng thẳng trong việc học quá nhiều. Ngoài việc thực hiện ôn tập theo kế hoạch, các trường học còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tham gia, nhất là những hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp. Thông qua đó, học sinh, thầy cô đã nói chuyện, trao đổi cởi mở về những dự định, lựa chọn nghề nghiệp, tiếp thêm cho học sinh động lực và sự tự tin. Thì giáo viên chủ nhiệm sẽ là làm việc trực tiếp với phụ huynh, với học sinh của mình để cho các em có cái tâm lý, biết cái tầm quan trọng của mình hiện tại bây giờ. Mình học cũng phải học gấp, mà mình phải học gian trải để mình có cái khả năng tiếp thu kiến thức. Không có dồn về cuối năm thì dẫn tới là nhiều môn quá, mình sẽ là áp lực căng thẳng, các em vừa học vừa vui chơi các cái hoạt động lồng ghép ví dụ như là văn nghệ rồi là ngày hội văn hóa dân gian. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã gặp mặt phụ huynh để thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chú trọng phổ biến kinh nghiệm ôn thi để đạt kết quả cao, đồng thời tư vấn cho phụ huynh làm sao để đồng hành giảm bớt áp lực cho học sinh trước kỳ thi. Giáo viên chủ nhiệm thì đồng viên các bạn, khuyến khích các bạn, rồi mình phối hợp với phụ huynh, trong việc là nhắc nhở các bạn học tập, các bạn ôn tập. Ngoài ra thì ngoài cái khuyến khích hỗ trợ với phối hợp với phụ huynh thì mình cũng có làm công tác tâm lý, công tác tư tưởng như các bạn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho các bạn ôn tập được cho nó tốt. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một dấu mốc quan trọng, nhưng chắc chắn không phải là duy nhất và quan trọng nhất. Năm nay, áp lực với nhiều thí sinh tăng lên khi đăng ký dự thi một lúc nhiều kỳ thi để đảm bảo khả năng trúng tuyển vào những ngôi trường mình mong muốn. Vì lẽ đó, nhà trường, gia đình cần là những người bạn đồng hành vững chãi để các em có điểm tựa tâm lý trước ngưỡng cửa vào đời.